Đây là con chị dâu của mình. Ba chân. Tại sao mày mặc đồ giống tao vậy? Mày mặc giống tao. Tại sao mày mặc đồ giống tao vậy? Mày mặc giống tao. Tại sao mày mặc không tao vậy? Mày ốm. Ủa? Ừ đúng rồi, tao ốm. Từ hồi có con chị dâu tôi phát hiện là má tôi mua đồ toàn mua đồ cọc. Tôi tưởng tượng tôi có thêm một con chị nữa mà con chị tôi đâu có thể nào mà món như vậy được. Thế tại sao mày bị cận vậy? Tại bị món đúng không? Bị cận là bị cận. Bị cận nhưng mà tại vì bị món nó bị cận đúng không? Mẹ tao đâu bị món, tao đâu bị cận đâu. Mày bị cận chứ mà mày mổ. Tao có mổ mắt đâu. Ê mày nói chuyện mất điều được không? Không. Ê mày đang nói chuyện với em chồng á. Mày mất điều được không? Mày đang nói chuyện với chị dâu á, mày bớt xưng mày tao không? Điều. Mình mày nó đang mày lên. Rồi đang mày giới thiệu tên mày đi. Mày tên gì? À mày tên Móm hả? Tất cả mọi người đều gọi nó là Móm tại vì nó rất móm. Tôi cũng không hiểu tại sao từ ngày nó về đây và má tôi luôn mua đồ như vậy cho hai đứa mà. Mọi người có thấy là nó rất móm không? Ê mày đen nữa. Mày đen tao rất nhiều, mày thấy mày đen thui không?